Thì các bạn không cần phải tặng áo. Xin chào và đây là book review by Vela. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta không phải là book review by Vela, mà trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau, đúng hơn là mình sẽ trả lời cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau trả lời một câu hỏi rất là hay nhưng cũng rất là khó từ chị Lena. Đó là câu hỏi làm thế nào để có thể tìm được tình yêu đích thực giống như anh chị vậy ạ? Ngày hôm nay mình đã mặc một chiếc áo xanh, một chiếc áo trắng, một chiếc áo hồng. Nhưng cuối cùng mình mặc chiếc áo trắng này để trả lời câu hỏi của chị Na. Tại vì chị Na là người tặng chiếc áo này cho mình. Điều đó có nghĩa là nếu như các bạn muốn mình trả lời câu hỏi của các bạn nhanh hơn trong tương lai thì các bạn không cần phải tặng áo, các bạn chỉ cần donate ở Momo hoặc là Timo hoặc là PayPal là được rồi ha. Ok. Thật ra cái câu hỏi làm thế nào để tìm được người yêu đích thực là một cái câu hỏi mà mình nghĩ thoạt đầu nó sẽ hơi sến. Tại vì có thể là các bạn sẽ có một cái niềm tin hoặc không còn niềm tin vào tình yêu đích thực nữa. Và tình yêu đích thực có vẻ như nó chỉ được mô tả ở phim ảnh thôi. Và ở ngoài đời thì sao mà nó chua chát quá đến như vậy. Đúng không các bạn? Chị Na hỏi câu hỏi này là tại vì chị Na chắc là chị Na nghĩ là mình có một tình yêu đích thực. Ok, mình cũng không chắc, nhưng mà tại vì mình đã nhận cái áo này của chị nè. Nên là trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái quan điểm của mình về chuyện làm sao để có được một tình yêu đích thực. Tuy không ai nói ra nhưng mình tin cái câu hỏi này, cái chủ đề này và cái sự băn khoăn về tình yêu đích thực là cái thứ nó sẽ đi theo chúng ta trong suốt cuộc đời. Thậm chí tới lúc chúng ta đã cưới chồng, cưới vợ, có con rồi, chúng ta cũng sẽ có những lần tự hỏi cái người mình yêu, cái người mình cưới liệu có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu có thể làm cho chúng ta thăng hoa lên tới tột đỉnh, cũng như nó có thể làm cho chúng ta tổn thương tới mức rất nhiều decibel. Nó làm cho chúng ta tổn thương khóc lóc rất nhiều. Và câu hỏi này nó có cái yếu tố triết học ở trong đó. Và mình thì không có chuẩn bị gì để trả lời cả. Mình chỉ đơn giản là chia sẻ cái góc nhìn của mình thôi. Và mình hy vọng là khi các bạn nghe xong những cái góc nhìn của mình thì các bạn có thể bắt đầu tin tưởng hơn. Và một ngày nào đó các bạn có thể tìm được người yêu đích thực của các bạn. Vì mình là một người lý trí nên là khi mình nghe câu hỏi này làm sao để tìm được người yêu đích thực thì trong đầu của mình nó đã nảy sinh một cái câu hỏi khác. Một cái tình yêu đích thực nó phải đến từ hai con người đích thực. Có nghĩa là để có một tình yêu đích thực phải có người A là người yêu đích thực và người B là người yêu đích thực. Đương nhiên là sẽ còn tình yêu của ba người, của bốn người, của nhiều người nữa. Nhưng mà nó nhiều quá nên là mình không xét trong cái video này, mình chỉ xét cái trường hợp là tình yêu giữa hai người. Vậy để có một tình yêu đích thực thì nó phải có hai người yêu đích thực. Các bạn hãy tưởng tượng ha, nếu như các bạn là một người yêu đích thực và một người yêu đích thực các bạn là người biết lắng nghe, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết tha thứ, biết đồng cảm, biết hy sinh vì người yêu của mình, nhưng ngược lại người yêu của các bạn không phải là một người yêu đích thực. Người đó thường xuyên lừa dối các bạn, người đó thường xuyên làm các bạn thất vọng, làm các bạn tổn thương, thì ok, một lần, hai lần, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12 lần các bạn có thể tha thứ được. Nhưng sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm, khi các bạn cứ liên tục tha thứ, nó cũng giống như các bạn liên tục cho đi mà không nhận lại, thì các bạn sẽ không còn đủ cái tình yêu đích thực của mình để trao cho cái người yêu không đích thực kia nữa. Vậy nên cái câu hỏi làm thế nào để có một tình yêu đích thực, mình nghĩ nó phải chuyển thành cái câu hỏi làm thế nào để trở thành một người yêu đích thực. Nếu như các bạn trở thành một người yêu đích thực, các bạn đã giải quyết được 50% vấn đề rồi. Và trong một cái video nào đó trong tương lai mình sẽ nói tiếp tới cái câu hỏi làm thế nào để tìm được người yêu đích thực. Nhưng trước hết chúng ta phải trở thành người yêu đích thực trước cái đã. Và theo mình thì có 3 tiêu chí để các bạn có thể trở thành một người yêu đích thực. Tiêu chí đầu tiên, các bạn phải là một người biết cách yêu thương chính mình. Yêu thương chính mình có nghĩa là các bạn biết cách chấp nhận chính mình, chấp nhận tất cả những điểm tốt, điểm xấu, điểm đen, điểm hôi, điểm xanh, điểm xám. Tất cả những gì trên con người các bạn phải chấp nhận hết. Khi các bạn chấp nhận được con người của mình, các bạn sẽ chấp nhận được con người của đối phương. Cho dù đối phương có mùi gì đi chăng nữa, cho dù đối phương có những cái khuyết điểm mà họ luôn nghĩ một cách tiêu cực về khuyết điểm đó, các bạn cũng chấp nhận họ. Các bạn chấp nhận họ như là một cái toàn thể, như là một cái gói hàng đầy đủ các chức năng mà không hề bị lỗi gì. Và các bạn thấy đấy, khi mà các bạn biết yêu thương các bạn sẽ yêu được người kia một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn chấp nhận được người kia rất là nhiều. Khi mà các bạn biết yêu thương chính mình, các bạn cũng không so sánh chính mình với những người xung quanh. Cuộc sống này khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta đã bị gieo vào một cái niềm tin mà mình nghĩ nó rất 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 là không ổn. Đó là cuộc sống này là một cuộc đua và bạn phải chạy hết tốc lực, bạn phải nỗ lực, bạn phải phấn đấu rất nhiều để đạt được những thành quả, những vật chất mà xã hội tạo ra. Nếu như bạn không cố gắng, không nỗ lực thì sẽ có một ai đó lấy đi những cái điều mà đáng ra thuộc về bạn.
Với cái tư duy cuộc đua đó thì chúng ta luôn luôn so sánh bản thân của chúng ta với những người xung quanh. Và thêm nữa thì ba mẹ chúng ta đã so sánh chúng ta ngay từ nhỏ rồi. Có quá nhiều sự so sánh từ thầy cô, từ ba mẹ, từ những người xung quanh. Và nếu như các bạn không dừng chuyện so sánh lại thì rất khó để các bạn có thể yêu thương được người khác. Tại vì sớm thôi sẽ có một ai đó xinh hơn cái người bạn đời của các bạn. Một ai đó sẽ nhiều múi hơn người bạn đời của các bạn. Một ai đó có thể biết ăn sầu riêng. Mặc dù biết ăn sầu riêng thì nó không có liên quan gì lắm. Nhưng mà nếu như bạn vẫn còn giữ cái sự so sánh đó thì các bạn sẽ luôn luôn thấy người yêu của mình là chưa đủ và luôn luôn tìm cách để người yêu của mình phải thay đổi. Chính vì vậy nên cái tiêu chí đầu tiên của một người yêu đích thực là một người biết thương chính mình. Phải biết thương chính mình, không so sánh chính mình với những người xung quanh. Không so sánh để mình cảm thấy mình hơn người ta hay là mình thua kém bất kỳ ai. Mình cũng phải biết trân trọng chính mình, biết chấp nhận chính mình và biết ơn cái cơ thể này, cái trí tuệ này mà mình đã được ba mẹ, cái cuộc đời này trao tặng cho mình. Đó là cái bước nền tảng đầu tiên. Nếu như các bạn không làm được cái chuyện đó, rất khó để các bạn có thể yêu một ai đó một cách lâu dài và bền vững được. Rõ ràng là một người không biết thương chính mình thì rất khó để họ thương được người khác. Tại vì chính bản thân họ, họ còn không thương được thì làm sao có thể thương được bất kỳ ai. Và khi đó sự tổn thương là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Yếu tố số 2 của một người yêu đích thực đó là cái khả năng đối diện với sự cô đơn. Trong phần lớn thời gian của cuộc đời này, bạn sẽ ở bên cạnh ba mẹ, ở bên cạnh vợ con, ở bên cạnh những người xung quanh. Nhưng thành thật mà nói thì khi bạn sinh ra trong cuộc đời này, bạn sinh ra một mình. Thậm chí là ok, bạn có thể sinh ra hai mình hay ba mình thì nó cũng không nhiều lắm. Chung quy lại thì mình vẫn một mình thôi. Lúc nhỏ thì mình sống với ba mẹ, phụ thuộc vào ba mẹ. Khi mình lớn lên, mình có chồng, mình có vợ thì bắt đầu mình có một người bạn đời. Tuy vậy trong phần lớn thời gian cuộc đời của mình vẫn phải một mình. Và khi một mình thì chúng ta có thể đối diện với cái cảm giác cô đơn. Và cô đơn thì nó chỉ là một trong số nhiều cảm xúc mà chúng ta có thể có được. Bên cạnh đó là hạnh phúc, bình an, lo lắng, giận dữ, vui vẻ, yêu đời. Thì cô đơn chỉ là một trong nhiều cảm xúc thôi. Nhưng mà với một cái tôi méo mó được xây dựng bởi xã hội thì chúng ta lớn lên với cái sự cô đơn thường trực và luôn luôn tìm một ai đó để bớt cô đơn. Đó là lý do mà nhiều người, các bạn có người yêu rồi nhưng mà thật ra các bạn không thương người yêu của mình đâu. Các bạn chỉ thương cái cảm giác người ta bên cạnh mình thôi. Các bạn chỉ thương cái cảm giác không cô đơn. Các bạn chỉ thích cái cảm giác mình có bồ để mà chứng minh với những người xung quanh là hey, tôi có giá trị và tôi không cô đơn. Và nếu bạn vẫn chưa học cách đối diện được với sự cô đơn, chấp nhận sự cô đơn như là một phần trong cuộc sống của mình thì bạn rất khó để có thể yêu người khác một cách trọn vẹn được. Tại vì khi bạn không đối diện được với sự cô đơn của bạn, bạn sẽ tìm cách để trốn chạy nó. Và người yêu của bạn chỉ đơn giản là một cái đối tượng để mà các bạn có thể trốn tránh sự cô đơn của mình. Nếu như bạn nào muốn hiểu hơn về đối diện với sự cô đơn, có thể xem cái video ở đây hoặc là ở đây gì đó, mình đã làm một cái video về sự cô đơn rồi. Các bạn có thể xem để mà học cách đối diện với sự cô đơn. Tại vì đó là dấu hiệu của một người yêu đích thực, cũng như là dấu hiệu của một người trưởng thành. Người trưởng thành là cái người mà họ hiểu là cô đơn là một cái trạng thái khi họ cảm giác cần những người xung quanh, một cái cảm giác trống vắng khi họ cần ai đó để mà bên cạnh họ. Họ vẫn chia sẻ, họ vẫn vui tươi với những người xung quanh, nhưng họ không phải lúc nào cũng cần một ai đó để làm cho họ vui, để làm cho họ cảm thấy giá trị. Thì đó là cái dấu hiệu số 2 của một người yêu đích thực. Dấu hiệu cuối cùng của một người yêu đích thực đó là cái sự thấu cảm. Thấu cảm đó là sự thấu hiểu và thông cảm. Cho dù bạn tìm được một người tuyệt vời nhất trên thế giới này, cho dù bạn là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, thì khi mà hai bạn gặp nhau và yêu nhau và cưới nhau thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra không ít thì nhiều, đó là sự mâu thuẫn. Những sự khác biệt và mâu thuẫn là điều hiển nhiên trong tình yêu. Và nếu như bạn là một người có sự thấu cảm, tức là thấu hiểu và thông cảm, bạn có thể vượt qua được những khác biệt, bạn có thể tôn trọng được nhu cầu của người yêu mình. Đa phần những mâu thuẫn trong những mối quan hệ xung quanh của các bạn nó đến từ chuyện là chúng ta ít khi để ý tới nhu cầu của người khác mà chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân của mình thôi. Và khi mà chúng ta tập trung vào nhu cầu bản thân mình á, thì những mâu thuẫn này sẽ xuất hiện. Tại vì chúng ta không thấu hiểu đối phương, và khi mà chúng ta không thấu hiểu được thì rất khó để thông cảm. Mình không xài từ tha thứ. Tại sao mình lại không nói về cái phẩm chất tha thứ? Tha thứ là gì? Tha thứ có nghĩa là các bạn thấy người ta có những cái lỗi sai, và những cái lỗi sai của người kia thông thường nó đến từ chuyện là bạn có những cái kỳ vọng nhất định về người kia. Và khi mà bạn có kỳ vọng người kia, một lần nữa bạn đặt nhu cầu của bạn cao hơn nhu cầu của đối phương. Và sự cân bằng trong tình huống này là rất cần thiết. Nếu như bạn luôn luôn đặt nhu cầu của mình lên trên thì rất khó để bạn có một cái tình yêu đích thực được. Tại vì bạn biết đấy, con người chúng ta thì không ai hoàn hảo cả. Cái đối tượng hoàn hảo duy nhất đó là bệnh viện hoàn hảo á. Hình như là ở Sài Gòn có cái bệnh viện hoàn hảo là nó hay hoàn hảo gì đó. Thì chúng ta không hoàn hảo nên là cái chuyện chúng ta gây ra những lỗi lầm, những cái tổn thương cho nhau là có thể. Nhưng với sự thấu cảm, chúng ta có thể hiểu được nhu cầu của đối phương và tạo nên sự tôn trọng với những cái nhu cầu của đối phương cũng như là nhu cầu của chính mình. Và với cái sự thấu cảm đó thì mình nghĩ là bạn có thể mang lại cái sự bình yên trong mối quan hệ của bạn với người mà bạn thương. Đương nhiên là nó sẽ còn nhiều tiêu chí nữa, nhưng mà trong cái clip này thì mình nghĩ đó là ba tiêu chí rất là quan trọng mà mình nghĩ ra trong đầu của mình. Đó là để các bạn có một cái tình yêu đích thực thì các bạn phải trở thành một người yêu đích thực trước cái đã. Và một người yêu đích thực theo mình thì nó có ba tiêu chí. Đó là hiểu được chính mình,
Đó là có khả năng đối diện với sự cô đơn, đồng nghĩa với chuyện sống độc lập. Và cuối cùng đó là sự thấu cảm, có nghĩa là hiểu và tôn trọng nhu cầu của đối phương, chứ không phải lúc nào cũng đặt nhu cầu của mình là trung tâm. Trước khi mà chúng ta nói sâu hơn về những phẩm chất này, mình hy vọng là cái video này nó có thể cho các bạn một số góc nhìn để các bạn có thể nhìn lại cuộc sống của mình, coi thử là mình đã có những cái phẩm chất nào rồi và mình đã đủ tiêu chuẩn để làm một người yêu đích thực hay chưa. Và khi mà mình có được những tiêu chuẩn đó thì không những là mình sẽ trở thành một người yêu đích thực mà mình cũng trở thành một cái người mang lại niềm vui và sự bình an cho những người xung quanh của mình nữa. Nếu như bạn có những cái chia sẻ nào khác có thể comment cho mình biết ha. Còn nếu như bạn có những cái câu hỏi tương tự về tình yêu, về những thứ khác có thể comment cho mình biết. Đương nhiên là mình vẫn sẽ review sách thường xuyên rồi, nhưng mà các bạn cứ comment đi. Lúc nào mình thấy phù hợp thì mình sẽ làm những cái video như thế này để mà chia sẻ thêm cho các bạn những góc nhìn của mình về cuộc sống này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của kênh Vui Lên. Bye bye. Cảm ơn chị Na một lần nữa đã tặng cái áo rất đẹp. Bye.